Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cần làm rõ lai lịch của Henry Nguyễn, con rể của ông bà X Nguyễn Tân Dũng, nguyên thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con rể của bà X Nguyễn Tân Dũng là Henry Nguyễn, tên tiếng Việt. Các báo thường viết là Nguyễn Bảo Hoàng. Trong báo cáo của ông Nguyễn Tân Dũng viết Nguyễn Hoàng Bảo sinh năm 1973 là con trai cưng của Nguyễn Bá Đang. Nguyễn Bá Bang là cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Đại tá Tình báo Bộ Quốc phòng Sài Gòn trước năm 1975. Cả gia đình của Nguyễn Bá Bang đã lên đường rời Việt Nam chỉ vài ngày trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và định cư ở Mỹ. Được biết chị gái của Henry Nguyễn là một cô gái đẹp và lấy chồng là một con trai trong một gia đình tài phiệt Mỹ tên là Thomas Conner. Kể từ đó, gia đình của Nguyễn Bá Bang và Henry Nguyễn đã tham gia vào nhóm tài phiệt này. Anh rể của Henry Nguyễn là Thomas Conner, sau đó lập một công ty viễn thông để làm ăn với Cộng sản Việt Nam mang tên là VITC từ năm 2002. Quan hệ móc nối rất chặt chẽ với các quan chức Bộ Bưu chính Viễn thông này, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam và tập đoàn VNPT. Lúc đó thì Nguyễn Bá Bang là chủ tịch của VITC, Thomas Conner là tổng giám đốc, còn Henry Nguyễn là giám đốc kinh doanh. Henry Nguyễn làm tổng giám đốc quỹ đầu tư IDG Venture tại Việt Nam với một số vốn là 100 triệu đô la Mỹ, sau tăng lên 200 triệu đô la, mà người ta cho rằng tiền này thực chất là đến từ gia đình của Thomas Conner. Và ông Nguyễn Bá Đang, dù rằng nó mang danh nghĩa là của IDG, nhưng quỹ này chuyên đầu tư mua các công ty tại Việt Nam và có quan hệ làm ăn rất chặt chẽ với quỹ của Việt Capital do Nguyễn Thành Phượng, con gái rượu của cựu Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng làm chủ. Và sau khi bác Sáu Khải, cố Thủ tướng Phan Văn Khải đọc bài phát biểu từ nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ vài tháng, trong chuyến công tác đến Việt Nam nhờ dự hội nghị APEC vào cuối năm 2006, Tổng thống Mỹ George Bush đã công khai nhắc đến mối tình người của con gái Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là Nguyễn Thành Phượng và con trai Nguyễn Bá Bang, cựu Thứ trưởng, Đại tá Tình báo của quân đội Việt Nam Sài Gòn, và đó là Nguyễn Bảo Hoàng, như một dấu hiệu cho cái gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Điều đó có nghĩa là tình báo CIA của Mỹ đã nắm rất rõ nên họ cung cấp tin sốt dẻo cho Tổng thống Mỹ Bush, và có thể CIA là người đã dàn xếp và cài người vào nội ứng từ lãnh đạo cấp cao của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam để lũng đoạn từ bên trong lên đến bên trên. Và từ ngày 16 tháng 11 năm 2008, Nguyễn Bảo Hoàng, con trai của cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Đại tá Tình báo Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa, thành hôn với Nguyễn Thành Phượng, con gái của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng. Chỉ biết rằng sau khi làm thông gia với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thì gia đình của Nguyễn Bá Bang trở thành một thế lực mạnh trong giới tài phiệt Mỹ làm ăn kinh tế ở Việt Nam. Có lẽ Mỹ đã tính toán rất tinh vi, có hẳn chiến lược cài Henry Nguyễn, Nguyễn Bảo Hoàng vào nội ứng trong gia đình của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cũng như truyền thuyết Trọng Thủy Mỹ Châu, hay nói theo phong cách quốc phòng an ninh quốc gia, chiến lược cài Henry Nguyễn vào nội ứng trong gia đình của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng là chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nhìn sự việc tự nhiên của gia đình Thomas Conner và Nguyễn Bá Bang có số vốn lớn gia tăng khủng khiếp một cách bất bình và rất thình lình để đầu tư vào Việt Nam, một số nguồn tin trên Internet đề cập đến số tiền lên đến hàng tỷ đô la Mỹ mà gia đình của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng kiếm được cũng sẽ từ Việt Nam thông qua Henry Nguyễn. Gia đình Nguyễn Bá Bang chuyển ra nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, một cách hợp pháp với luật Việt Nam và luật quốc tế, một hình thức rửa tiền phổ biến của giới quan chức tham nhũng của các nước, trong đó có Cộng sản Việt Nam,
đó là bà X Nguyễn Tấn Dũng. Một góc nhìn khác, rất nhiều cán bộ đảng viên thắc mắc đặt câu hỏi là tại sao từ năm 2006 đến năm 2008 Henry Nguyễn lại có thể lọt qua sự kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để tiếp cận và cưới con gái của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thành Phượng. Ông Trần Đại Quang từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh từ năm 2000 đến 2006, rồi Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2006 đến 2016, phụ trách trực tiếp Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Chẳng lẽ không biết chuyện tày đình này? Ông Phùng Quang Thanh nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 10 năm, năm 2006 đến 2016, phụ trách trực tiếp Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Chẳng lẽ không biết chuyện tày đình này? Ông Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương năm 2003 đến năm 2011, chẳng lẽ cũng không biết chuyện này? Chẳng phải là tham nhũng lợi ích nhóm, giặc nội xâm ở hàng ngũ lãnh đạo cấp chiến lược trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được hình thành đó sao? Và nhiều nghi vấn về âm mưu lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta còn nhớ vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, khi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về việc chống tham nhũng không có vùng cấm, phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Ông Hồ Chí Minh đã dạy rồi, cha ông chúng ta đã dạy rồi, đánh con chuột đừng để cho vỡ bình. Làm sao mà diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, tức là phải giữ cho được ổn định. Có thể nhìn nhận khách quan thì Đảng đã lường trước được mối nguy, có tính quyết định sự tồn vong đến từng ngày trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng không nói rõ ra rằng chiếc bình đó nó cũng đã nứt tùm lum hết rồi, do chính các ông là những con chuột. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2016 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 đã thành công tốt đẹp, với kết quả là Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là người đặc biệt ở lại ở đại hội tiếp theo, ở đại hội 12, và giao trọng trách giữ chức vụ Tổng Bí thư, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đuổi bà X Nguyễn Tấn Dũng về làm người tử tế. Tại sao lại có phiên họp ngày 18 tháng 1 năm 2016 và ngay trong thời gian diễn ra đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có kết luận 122 KNL trên TVK ngày 21 tháng 1 năm 2016 của Bộ Chính trị về giải quyết thư phản ánh kiến nghị đối với Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ? Nội dung kết luận số 122 có 3 điểm. Thứ nhất, đồng ý với kết quả xem xét nội dung thư phản ánh kiến nghị nêu trong báo cáo số 314BC trên UBKTTVK ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thứ hai, đến nay không có cơ sở để thay đổi một nội dung kết luận số 75KL trên TVK ngày 5 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa 9 về lịch sử chính trị của gia đình, thông gia đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Nội dung phản ánh việc sửa lại hồ sơ của ông Nguyễn Bá Bang là không có cơ sở. Thứ ba, Nguyễn Thành Phượng, con gái của bà X Nguyễn Tấn Dũng, không có quốc tịch Mỹ. Theo nhận định riêng, có thể khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng biết mình sẽ không có trong danh sách ứng cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12 vì có vấn đề về lý lịch thân nhân, nêu yêu cầu có phiên họp ngày 18 tháng 1 năm 2016 để làm rõ, có kết quả xem xét kết luận số 122 ngày 21 tháng 1 năm 2016 là tấm vé cuối cùng để cho bà X Nguyễn Tấn Dũng ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục lọt vào Bộ Chính trị với mưu đồ giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Nhưng bà X Nguyễn Tấn Dũng đã thất bại hoàn toàn vì đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng đã kịp thời nhận ra bản chất là tham quyền cố vị của Nguyễn Tấn Dũng cũng như chính bản thân của ông ta, nên đã tìm mọi cách và tạo vây cánh để đánh úp Nguyễn Tấn Dũng và phải đuổi Nguyễn Tấn Dũng về trở về làm người tử tế. Chính vì thế mà sau khi kết thúc đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trước báo chí và đồng bào cả nước. Cũng có đồng chí được Trung ương giới thiệu không trúng cử, có người không được Trung ương giới thiệu nhưng được đại hội giới thiệu cũng trúng cử. Vừa rồi các đại biểu Quốc hội cũng tâm sự
Dân chủ thế này là cùng và không thể dân chủ hơn. Quá trình chuẩn bị kỹ rồi, đại hội này là đại hội đại biểu và biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trí tuệ. Nhưng nhiều người không biết rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành nghị định số 244 để hất cẳng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Trung ương Bộ Chính trị khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2016, ngay sau khi thành công tốt đẹp đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự trỗi dậy rất manh động của các thế lực phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng và nhân dân Việt Nam một cách ghê tởm và nhiều thủ đoạn ác độc, nhiều phương thức tinh vi và nguy hiểm. Đây là bài viết được đăng trên báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó thì cũng có thể thấy được hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh đắc ý tươi cười trên tay cuốn sách Khai sáng kỷ nguyên thứ hai, dự án chính trị dân chủ đa nguyên mà Trịnh Xuân Thanh là một tội phạm tham nhũng có mối quan hệ lợi ích hữu cơ với Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng và Dương Quang Thanh. Nhận định riêng về thông tin Bộ Lịch sử Việt Nam thì 15 tập không gọi là ngụy quân ngụy quyền, rất có thể đây là kết quả mà Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng để chuẩn bị chu đáo cho gia đình Nguyễn Tấn Dũng và những gia đình thông gia của Nguyễn Bá Bang nếu như Nguyễn Tấn Dũng chính thức trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Nếu điều đó trở thành sự thật thì đó cũng là chuỗi ngày dân tộc đất nước Việt Nam sẽ được tự do dân chủ và Việt Nam sẽ có đa nguyên đa đảng. Rất tiếc là Nguyễn Tấn Dũng đã không làm được điều này. Vì ở Việt Nam có ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một kẻ ham danh lợi, chức quyền. Hiện nay thì đã 76 tuổi rồi, trên người thì rất nhiều bệnh nhưng một mình cũng ngồi hai ghế nhưng phần lớn thì nằm ở trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà và đi làm thì cũng rất thưa thớt. Từ suốt một năm rưỡi qua thì ông Nguyễn Phú Trọng sau khi bị đột quỵ ở xứ Kiên Giang nơi căn cứ địa cách mạng nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng trở về thì đã một năm rưỡi rồi, nhưng đến nay thì hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam chắc cũng trên chục lần. Và những lần như vậy thì ông lên TV cũng chỉ là xếp ghế và tranh giành quyền lợi với các phe phái khác chứ không phải là chỉ đạo những công việc mà thiết thực dành cho một đảng chính trị đang lãnh đạo đất nước, mà chỉ là những chuyện mà đốt củi chống phe nhóm mà thôi. Và với lời dạy của ông Hồ thì phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chí khí cách mạng, trung kiên với nước, hiếu với dân, với hình ảnh thiêng liêng của Đảng Cộng sản Việt Nam và người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm mờ nhạt đi rất nhiều mọi thứ. Hiện nay nếu hỏi đến Đảng Cộng sản Việt Nam thì người dân Việt Nam rất thờ ơ. Nếu như ai là người đứng đầu của Đại hội 13 sắp tới, người dân cũng không hề quan tâm, bởi vì thực ra ai lên ai xuống người dân không hề có quyền hành gì, mà thực tế là chỉ treo thêm chồng vào cổ mà thôi. Thiết nghĩ là chúng ta cũng hãy đặt một viên gạch nền tảng để thay đổi. Rất tiếc là Nguyễn Tấn Dũng đã chưa làm được điều mà người dân Việt Nam mong muốn là lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam và xây dựng một nền móng dân chủ vững chắc hơn ở Việt Nam. Và đó là một điều rất tiếc mà khi Nguyễn Tấn Dũng bị đuổi về làm người tử tế quá sớm. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe người bị rắn cắn khá hơn nhưng vết thương thì còn bị hoại tử nhiều. Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện Chợ Giấy cho biết là bệnh nhân bị rắn cắn đang được lọc máu chậm liên tục và thở máy duy trì an thần, tình trạng huyết độc ổn định, men tim và đang có xu hướng giảm nhưng tình trạng hoại tử vết thương còn nhiều. Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Ngọc Sang, Bệnh viện Chợ Giấy cho biết và bệnh nhân được chuyển từ khoa bệnh nhiệt đới sang khoa hồi sức cấp cứu, được lọc máu chậm liên tục CRRT, thở máy và duy trì an thần. Tình trạng huyết độc ổn định và men tim thì đang có xu hướng giảm nhưng vết thương quanh vết cắn vẫn đang bị hoại tử nhiều. Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên gia chuyên khoa 2 Phan Thị Xuân, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Giấy, ông Phan Văn Tâm,
Hôm nay đã khá hơn và vẫn thở máy nhưng trao đổi oxy ở phổi cải thiện, không cần sử dụng vận mạch và tình trạng nhiễm độc giảm. Trước đó ngày 23 tháng 8 năm 2020, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Giấy cho biết nọc độc của rắn khiến cho bệnh nhân rơi vào tình trạng suy đa cơ quan gồm có suy thận cấp, suy gan, viêm cơ tim và chỉ số bạch cầu thấp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn bị hoại tử nhiễm trùng tại vị trí bị rắn cắn ở đùi và bệnh nhân thì được chuyển qua khoa hồi sức cấp cứu và đang được lọc máu liên tục. Như báo Tuổi Trẻ đưa tin, hôm 19 tháng 8 trong quá trình vây bắt rắn thì ông Tâm đã bị rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5 mét nặng 4,6 kg cắn vào đùi nguy kịch. Ngay sau đó thì ông Tâm được gia đình chở đến bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu rồi chuyển xuống bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện Chợ Giấy, sau khi được cho sử dụng 15 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, ông Tâm mở mắt tỉnh táo, tiếp xúc tốt và làm theo y lệnh của y bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hơn 800.000 người trên thế giới hiện đã được xác định chết vì virus Vũ Hán. Mỹ là nước có số người chết cao nhất khoảng 176.000 người và theo sau là Brazil với 114.000 người, Mexico 60.000 người và Ấn Độ là 56.000 người. Nỗi lo ngại về làn sóng dịch thứ hai ở châu Âu đang gia tăng. Với Pháp, Ý, Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ ít nhất là đầu tháng 5 năm 2020. Hàng ngàn người Belarus đã tràn ngập thủ đô Minsk của nước này để phản đối sự cầm quyền kéo dài của Alexander Lukashenko, người đã đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống cách đây 2 tuần. Đám đông tuần hành về phía dinh tổng thống kêu gọi ông rời bỏ quyền lực và tiến hành cuộc bỏ phiếu mới. Trong khi đó, thì ông Bộ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc các thành viên đối lập bằng Belarus với những người đã rời bỏ đất nước vì họ lo sợ ông Lukashenko đàn áp là đi tìm cách gây đổ máu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết là ông sẽ chấp nhận thỏa hiệp để lùi thời hạn thông qua ngân sách đến tháng 11. Điều này cũng giúp tránh cho chính phủ mới 4 tháng tuổi của ông bị sụp đổ ngay tức khắc. Đảng Likud của ông đã tranh cãi với đối tác trong liên minh đảng xanh trắng về việc bổ nhiệm các vị trí cao cấp trong các cơ quan chấp pháp cũng như về ngân sách nếu không đạt được thỏa thuận. Thời hạn thông qua ngân sách vào hôm nay sẽ bị gỡ bỏ và dẫn đến cuộc bầu cử quốc hội lần thứ tư chỉ sau 20 tháng. TikTok cho biết là họ sẽ thách thức lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên ứng dụng video phổ biến của Trung Quốc. Sắc lệnh hành pháp của ông cấm các giao dịch với công ty mẹ của TikTok, ByteDance, vào hồi giữa tháng 9. Hôm thứ Sáu, một nhóm người Mỹ gốc Hoa cũng đệ đơn kiện về lệnh cấm tương tự của ông Trump đối với WeChat, một ứng dụng nhắn tin thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. Bang California triển khai gần 14.000 lính cứu hỏa để chống cháy rừng. Cho đến nay thì đã thiêu rụi gần 1 triệu mẫu đất trên toàn bang. Các đám cháy giết chết 6 người và thiêu rụi gần 700 tòa nhà kể từ khi khởi phát do sét đánh hồi đầu tuần trước. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thảm họa lớn, giải phóng viện trợ liên bang dù trước đó đe dọa không giúp đỡ vì bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Ít nhất là 13 người đã chết vì dẫm đạp ở Peru sau khi cố gắng chạy trốn khỏi cuộc truy quét của cảnh sát vào một hộp đêm vi phạm các quy định về đại dịch virus Vũ Hán. Các bữa tiệc bất hợp pháp đã lan rộng khắp thế giới khi giới trẻ ngày càng mệt mỏi với những quy định hạn chế sự lây lan của đại dịch virus Vũ Hán. Chỉ tính riêng cuối tuần này, cảnh sát thành phố Birmingham của Anh đã bắt hơn 70 bữa tiệc bất hợp pháp như vậy. Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela cảm ơn đồng minh Iran đã giúp nước này vượt qua được lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu của Mỹ. Ông Maduro cũng gợi ý nước ông có thể mua tên lửa của Iran.
chính phủ của ông đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ khi ông thao túng cuộc bầu cử năm 2018. Còn ở Thái Lan thì biểu tình ngày càng lớn. Trong hơn một tháng qua thì các hội sinh viên, nhóm thanh niên và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã tổ chức biểu tình trên khắp Thái Lan. Họ muốn bầu cử một hiến pháp mới và chấm dứt quấy rối những người phản đối chính phủ. Những người mạnh dạn nhất trong số họ cũng muốn cải cách chế độ quân chủ, mặc dù việc chỉ trích nhà vua bị cấm và các cuộc biểu tình đang phát triển về quy mô và mức độ phổ biến. Hơn 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình gần đây ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là lần tuần hành lớn nhất kể từ khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014. Chính phủ của ông đang vận lộn tìm cách đối phó các vụ bắt giữ những người biểu tình có ảnh hưởng trong vài ngày qua, và với cáo buộc bao gồm cả xúi dục nổi loạn, có thể chỉ châm dầu vào lửa. Biểu tình tiếp tục kéo dài sẽ càng gây khó khăn cho ông Prayut Chan-o-cha. Nhiều nhà quan sát hy vọng là cuộc biểu tình không biến thành hỗn loạn đẫm máu trong khuôn viên trường học như đã từng xảy ra ở nước này vào hồi thập niên 1970 của thế kỷ trước. Xét xử thủ phạm vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo New Zealand. Brenton Raren đã nhận 51 tội danh giết người, một tội cho mỗi tín hữu mà anh ta bắn chết tại hai nhà thờ Hồi giáo Christchurch vào năm ngoái. Anh ta cũng đã thừa nhận 40 tội danh cố ý giết người và một tội danh khủng bố. Tuần này, người đàn ông theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tự xưng sẽ bị kết án tù chung thân. Nhưng liệu anh ta có bao giờ được tự do nữa không? Và trước đây thì New Zealand chưa bao giờ kết án chung thân và không ân xá. Nhưng Thailand đã gây ra vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước. Thẩm phán có thể quyết định trường hợp này chính đáng phải có bản án chung thân hoàn toàn. Điều đó sẽ là niềm an ủi cho những người sống sót và những gia đình đau buồn, những người đã bay từ khắp mọi nơi trên thế giới để đến dự phiên tòa. Hàng chục người sẽ đọc tờ tuyên bố và các động thái mà họ phải chịu. Taren, người đã sa thải các luật sư của mình, cũng sẽ phát biểu, nhưng nếu anh ta vẫn ngoan cố với những quan điểm thù hận của mình, tòa sẽ cấm các nhà báo đưa tin. Các nhà đầu tư của nước ngoài thì đang đổ vốn vào với cho Apple, và Apple hôm nay thì sẽ bắt đầu có một đợt chia cổ phiếu mới, đổi lấy một cổ phiếu họ đang sở hữu. Tesla, một startup ô tô điện, cũng đang chia cổ phiếu của mình với công ty thức ăn 5 trong 1. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng Hòa tổ chức đại hội toàn quốc. Tuần trước thì Đảng Dân Chủ đã tổ chức đại hội tuân thủ giãn cách xã hội của họ. Về cơ bản thì biến thành một chuỗi các quảng cáo cho ứng viên tổng thống của họ là Joe Biden. Tuần này đến lượt Đảng Cộng Hòa Tổng thống Donald Trump sẽ chấp nhận đề cử của đảng mình vào thứ Năm, đêm thứ Tư và cuối cùng là đại hội, nhưng có kế hoạch phát biểu hàng đêm. Các diễn giả khác được đồn là Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Tim Scott, thượng nghị sĩ của Nam California, và nhà của MC Klotsky, một cặp đôi đến từ Louis, đã chĩa súng vào người biểu tình tuần hành trước nhà của họ. Những người dân chủ đã tổ chức một đại hội lớn với các đảng viên Cộng Hòa ôn hòa, đảng viên dân chủ trung dung và những người tiến bộ đều đứng sau ông Biden. Liên minh của Đảng Cộng Hòa ít đa dạng hơn nhiều về mặt ý thức hệ. Có thể đoán họ sẽ dốc hết vào cuộc chiến văn hóa, thêu dệt ông Biden là con ngựa thành trôi cực tả và cảnh báo rằng Đảng Dân Chủ đang muốn biến Mỹ thành Venezuela. Đại hội Dân Chủ năm 2020 cho thấy là tính đa dạng chính trị, văn hóa, chủng tộc và những khó khăn Đảng Dân Chủ đang phải đối đầu. Liệu liên danh Biden và Harris có thể vượt qua các khó khăn giành thắng lợi trong kỳ bầu cử sắp tới hay không? Thời của Tổng thống John Kennedy và thời kỳ vàng son của Đảng Dân Chủ, ông đã đưa ra những chính sách xã hội chống lại nghèo khó, bất công, thu hút được đa số cử tri lao động nghèo.
Tổng thống Lyndon Johnson tiếp tục ban hành đạo luật quyền dân sự năm 1964 chống kỳ thị chủng tộc, giới tính và đạo luật bầu quyền, quyền bầu cử năm 1965 bảo vệ quyền bầu cử của người Mỹ da đen, nên hầu hết cử tri người Mỹ da đen đều bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Tổng thống Bill Clinton tự nhận đã được Tổng thống Kennedy truyền cảm hứng khiến cho ông nhập Đảng Dân Chủ, nhưng khi cầm quyền, ông lại đi theo đường lối và chiến lược của Tổng thống Ronald Reagan. Ông Clinton khai sinh Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ khiến cho hàng hóa từ Mỹ Tây Cơ đổ vào nước Mỹ, làm hàng triệu công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, đói nghèo. Những người lao động đã trừng phạt ông Clinton, nên ngay trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 1994, Đảng Dân Chủ mất cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Lần đầu tiên trong vòng 40 năm, Đảng Cộng Hòa kiểm soát được Hạ viện và liên tục giữ hai viện trong 6 năm còn lại của Tổng thống Clinton. Đảng Cộng Hòa nắm cả lưỡng viện nên chi phối các chính sách kinh tế và xã hội. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng các chính sách xã hội cho người lao động bị giới hạn rất nhiều. Năm 2000, Tổng thống Clinton tin rằng khi Bắc Kinh gia nhập vào WTO, Trung Cộng sẽ tôn trọng luật chung nên đã chấp nhận cho Bắc Kinh tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và mở cửa cho hàng hóa Trung Cộng đổ vào nước Mỹ. Nhưng Bắc Kinh thay vì tôn trọng luật chung lại tìm cách phá bỏ nó, khiến cho nước Mỹ ngày càng lụn bại, người lao động ngày càng khốn khổ. Đảng Dân Chủ mất đi cử tri lao động nhưng bù lại thu hút được thành phần cấp tiến theo tự do phóng khoáng, tự do thương mại quốc tế và cổ vũ toàn cầu hóa. Những người cấp tiến theo khuynh hướng toàn cầu hóa có học thức nên được giữ những vai trò quan trọng trong chính trị, giáo dục và truyền thông. Dần dần họ chuyển đổi cả văn hóa và tư tưởng của người Mỹ. Toàn cầu hóa tàn phá nước Mỹ về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, giáo dục, với tư tưởng sống chung hòa bình, không tăng cường quân sự. Toàn cầu hóa cũng ảnh hưởng đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội, là nguyên nhân gây phân cực nước Mỹ. Trong nội Đảng Dân Chủ năm 2004, ông Barack Obama đã có bài diễn văn tố cáo sự phân cực chính trị. Từ đó, báo chí truyền thông Mỹ bắt đầu bàn luận về một tổng thống da đen đầu tiên cho nước Mỹ, và nhờ tài ăn nói của Obama đã thắng cử tổng thống một cách dễ dàng. Nhưng điều hành một nước Mỹ không phải là chuyện dễ. Dư âm của ông Obama để lại là Obamacare, 8 năm kinh tế trì trệ và một nước Mỹ phân hóa hơn. Với Trung Cộng thì Obama quá ôn hòa đến độ nhu nhược, bị giới chức của Bắc Kinh xem thường. Còn hàng hóa của Trung Cộng thì tràn ngập, kỹ nghệ Mỹ hầu như phá sản, chiến lược xoay trục về Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nhằm mục đích bao vây một Trung Cộng đang trỗi dậy, chỉ hoàn toàn hoàn tất trên giấy tờ. Nhiều người Việt ủng hộ Hiệp định TPP nhưng quên rằng người Mỹ lao động đã từ chối TPP ngay từ phút đầu soạn thảo. Bầu cử giữa kỳ năm 2010, Đảng Dân Chủ mất Hạ viện. Đến bầu cử giữa kỳ năm 2014 mất luôn Thượng viện. Đến khi bà Hillary Clinton ra tranh cử, chính bà đã phải hứa nếu thắng cử Tổng thống sẽ chấm dứt tham gia Hiệp định TPP. Sau chiến thắng của Obama năm 2008, báo chí truyền thông Mỹ bắt đầu nói đến chuyện một Tổng thống thuộc phái nữ, chính trị bản sắc dựa vào màu da, sắc tộc, giới tính và dáng bề ngoài nhằm thu hút cử tri của Đảng Dân Chủ, đã thay cho việc tranh cử cổ điển, thuyết phục cử tri bằng chính sách và chiến lược. Trong lần tranh cử năm 2016, bà Clinton gần như đã không đưa ra được chính sách hay chiến lược nào. Người bảo thủ và lao động sợ bà Clinton sẽ tiếp nối con đường của hai ông Clinton và Obama, tiếp tục đưa nước Mỹ vào con đường lụn bại, nên đã bầu cho ông Donald Trump. Ông Donald Trump là một nhà truyền thông xuất sắc. Ông liên tục nêu quan điểm chính trị để thăm dò và sửa soạn dư luận. Ông luôn nhắc nhở mọi người những việc ông đã và đang làm. Ông tạo hứng thú để mọi người tiếp tục tìm hiểu, theo dõi và ủng hộ những việc ông sẽ làm. Trong 4 năm qua, ông đã hoàn thành một phần cuộc chiến tranh tâm lý, đánh thức cả thế giới phải nhận thức lại vai trò của nước Mỹ, nhận thức lại toàn cầu hóa, nhận thức lại tự do thương mại quốc tế, nhận thức lại mối quan hệ và đe dọa của Bắc Kinh.
Ông Trung thường làm những việc mà các chính trị gia ít ngờ tới, như vừa rồi ông ký sắc lệnh gia hạn hỗ trợ tài chính cho hàng chục triệu người Mỹ bị mất việc do đại dịch virus Vũ Hán. Gắn bó với ông Trung là Phó Tổng thống Mike Pence, một người bảo thủ, ngoan đạo, điềm đạm, nhiều kinh nghiệm và uy tín, một chính trị gia gương mẫu của Đảng Cộng Hòa. Ngày 23 tháng 8 năm 2020, ông Trung đã công bố chương trình hành động với 50 ưu tiên hành động cho nhiệm kỳ sắp tới dưới tiêu đề Chiến đấu vì bạn. Ông hứa sẽ trình bày chi tiết trong bài phát biểu chấp nhận đề cử Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2020. Nước Mỹ là cường quốc số 1 trên thế giới, ông Trung làm cho Bắc Kinh thù ghét ông, nhưng họ không dám coi thường và bắt nạt ông. Ông Biden là chính trị gia với gần 50 năm kinh nghiệm trên chính trường. Ông đã nhiều lần ra tranh cử, nhưng thật lạ, lần này ông gần như tránh mạch, không tiếp xúc với truyền thông báo chí, đánh mất nhiều cơ hội cổ vũ cho đường lối và chiến lược của Đảng Dân Chủ. Ông Biden tuyên bố ứng cử viên phó tổng thống phải là một phụ nữ da màu và phải là trẻ để ông có thể chuyển tiếp quyền lực. Rõ ràng chính trị bản sắc đã thống lĩnh Đảng Dân Chủ. Có đến 90% dân số Mỹ là đàn ông, phụ nữ da trắng và lớn tuổi bị loại khỏi vòng tuyển cử. Nước Úc có đạo luật cơ hội bình đẳng, tuyên bố như ông Biden chỉ chọn phụ nữ da màu và trẻ là tuyên bố kỳ thị giới tính, kỳ thị tuổi tác và kỳ thị chủng tộc. Bà Kamala Harris, người được chọn đứng cùng liên danh với ông Biden, cũng là người đã từng công khai chỉ trích ông Biden là người lợi dụng phụ nữ và kỳ thị chủng tộc. Bà Harris là người đã được Tổng thống Obama tạo cơ hội cho phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ năm 2012 và bà có rất nhiều gắn bó với ông Obama. Bà tranh cử Tổng thống năm 2020 nhưng qua tranh luận bà không đưa ra được quan điểm rõ ràng nên số người ủng hộ ít dần, bà sớm phải bỏ cuộc. Bà Harris có cha gốc là Jamaica và mẹ là gốc Ấn Độ, nhưng nguồn gốc sẽ giúp gì được cho cuộc tranh cử? Phụ nữ và người Mỹ da đen sẽ chọn bà hay chọn chính sách của Đảng Cộng Hòa? Trong tình trạng Ấn Trung đang chiến tranh, người Mỹ gốc Ấn sẽ chọn bà hay chọn ông Trung? Và khi bà ít nói đến nguồn gốc của Jamaica của cha mình, cử tri gốc Nam Mỹ sẽ nghĩ gì về bà? Trên Twitter, dân biểu Alexandria Ocasio cho phổ biến bài cô đã phát biểu trong đại hội với phụ đề bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô kêu gọi Đảng Dân Chủ chấp nhận các giải pháp nhằm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đại học, lương đủ sống và quyền lao động cho mọi người ở Mỹ và kết thúc bằng lời đề cử của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders làm cho ứng cử viên Tổng thống đại diện cho Đảng Dân Chủ. Qua đó có thể thấy được cô đã không đồng ý với việc đề cử ông Biden, cũng như nói rõ quan điểm muốn thắng cử Đảng Dân Chủ, cần có đường lối và chính sách rõ ràng. Đây là một dấu hiệu quan trọng để có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử vì cô thu hút được nhiều người trẻ là người gốc Nam Mỹ cánh tả. Cuộc bầu cử Tổng thống lần trước 2020, nhiều cử tri Đảng Dân Chủ không đi bầu là vì chính trị bản sắc không đủ sức hấp dẫn họ và họ không biết Đảng Dân Chủ sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu. Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2020 cũng đã bắt đầu, việc tranh cử ngày càng trở nên ráo riết, mong rằng sẽ có nhiều thông tin hơn về đường lối và chiến lược của cả hai đảng trong những ngày sắp tới. Đảng Dân Chủ lần này không lạc quan về một làn sóng xanh, một chiến thắng áp đảo như hai cuộc bầu cử 2016 và giữa kỳ 2018 vừa qua. Nếu như liên danh Biden-Harris thất cử thì rõ ràng là cử tri Mỹ đã chán ngấy chính trị bản sắc dựa vào màu da, sắc tộc, giới tính và vóc dáng bề ngoài. Nếu thế thì Đảng Dân Chủ cần vượt qua thời kỳ đen tối, quay trở lại với cách thức tranh cử cổ điển, thuyết phục cử tri bằng chính sách và chiến lược cụ thể rõ ràng hơn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất.
về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.